mà cần phải làm chủ những máy động trong tâm. Đó là nói về tâm. Còn về thân thì tu tập hạnh ít muốn biết đủ, hạnh đầu đà. Đây nói về tu hành tính tâm, vì sao lại có các vị xuất gia. Vì tuy xuất gia nhưng tính tâm tu Phật không phải ai cũng có. Có vị thì vấn đề thiền định tu Phật được đặt song song với việc làm lợi ích chúng sanh. Song có vị chỉ lấy bằng cấp, học vị hay chữ nghĩa làm sự nghiệp tối cùng mà coi thường việc thiền định, nhiếp tâm xuất gia với tâm như vậy là do tính tâm tu Phật chưa phát. Chưa phát chứ không phải không có. Nên đây lập bày giúp cho phát. Vì sao chẳng được khinh thường những giới cấm như Lai đã đặt ra? Vì đó là nền tảng cơ bản cần có của người con Phật. Ngoài những lợi ích thiết thực cho bản thân, nó còn góp phần để đạo Pháp được trường tồn ở thế gian. Người tại gia giữ gìn giới luật đã đành. Với các vị xuất gia, vấn đề này càng nghiêm trọng vì Tăng Ni là bộ phận chính đại diện cho Phật Pháp. Muốn biết Phật giáo thế nào, người ta căn cứ vào bộ phận lớn ấy mà đánh giá trước tiên. Tâm thanh tịnh là quan trọng. Song hình tướng là thứ người đời căn cứ vào đó để đánh giá người tu. Vì thế, oai nghi và giới luật là những thứ mà người tu phải gìn giữ để người đời luôn có tâm kính trọng đối với Phật Pháp. Khoác áo tu mà miệng phì phèo thuốc lá, nghe nhạc, xem phim, nhịp chân rồi nói cười ồ ạt trong quán ăn thì không khỏi khiến người đời khó chịu và khởi tâm khinh mạng những hành động ấy ngoài việc làm giảm đi giá trị của đạo pháp còn khiến chúng sanh khởi tâm khinh thường chê bai xa rời đạo phật đó là khiến cho chúng sanh vọng khởi tội lỗi nên nói phải giữ gìn sự tị hiềm và chê bai cho nên là xuất gia hay tại gia đều không nên coi thường giới luật mà như lai đã đặt ra chánh văn ba thế nào là tu hành môn nhẫn là phải nhẫn chịu những não hại người khác đem lại mà chẳng ôm lòng trả báo, cũng phải nhẫn chịu đối với lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc. Giải thích Nhẫn là nhẫn nhịn Não hại là những thứ làm mình phiền lòng, khó chịu, buồn bực. Lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc nhà thiền gọi là bát phong. Gọi bát phong vì nó là tám thứ gió có thể làm các thức nổi sống, lòng người phải lay động lợi là lợi lộc xưng là tán tháng ca ngợi dự cũng là ca ngợi nhưng có tính cách gián tiếp lạc là sự sung sướng bốn thứ này là gió thuận suy là hao tổn xuống dốc hủy là chê bai chỉ trích cơ là chế dẻo khổ là những bức bách không thuận lòng bốn thứ này là gió nghịch thuận hay nghịch gì nếu không nhẫn thì thân tâm đều động động thì tính tâm sẽ không phát nên đây dạy phải nhẫn nhẫn nghĩa là cố gắng đừng để những thứ đó dẫn dắt tâm khởi thích thú hay khó chịu với các thứ đó thì cần tỉnh biết mà đừng chấp vào đó gọi là nhẫn nhẫn đây khác với nhẫn của người đời người đời nhẫn lúc này để hơn lúc khác thu keo này bày keo khác vì thế cái nhẫn của người đời thường là nhẫn để trả thù hả dạ người tu phật nhẫn là để trở về với bản tâm vốn thanh tịnh của mình cái nhẫn ấy là nhẫn trong sự vị tha, buông bỏ. Nên nói không ôm lòng trả báo. Chánh văn. Bốn, thế nào là tu hành môn tấn? Là đối với các việc thiện, tâm chẳng giải đãi thối chuyển, lập chí kiên cường xa lìa sự khiếp nhược. Phải nhớ từ quá khứ lâu xa đến nay, ta đã hư vọng thọ nhận tất cả đại khổ của thân và tâm, không có lợi ích. Cho nên, cần phải siêng tu mọi công đức lợi mình, lợi người, chống lìa các khổ giải thích tấn tức là tinh tấn làm bất cứ việc gì mà thiếu sự tinh tấn thì không xong huống hồ tu hành là việc đi ngược lại với thói quen thế gian của mình tinh tấn như thế nào với các việc thiện thì không được giải đãi giải đãi là làm biến ương ương dở dở không thiết tha việc gì lợi người mà xả được cái tôi đố kỵ kiêu mạng ích kỷ sang tham của mình thì đều phải cố gắng quyết tâm làm bằng được không nên thoái thác hay né tránh. Làm vậy là mình đang lập chí kiên cường, xa lìa sự khiếp nhược. Khiếp nhược vì bản ngã còn mạnh. Xả được bản ngã thì khiếp nhược chẳng còn. Phải nhớ, là lời nhắc nhở mỗi khi mình giải đãi đối với việc tu hành. Đời này khổ nhiều hơn vui, lo nhiều hơn an. Vui không bao nhiêu mà khổ thì đứt gan đứt ruột, nên nói đại khổ. Thương thì không được gần, ghét lại cứ chung chạ, không thứ gì vừa lòng là những cái khổ về tâm. Nóng, lạnh, bệnh hoạn, tai nạn, đói khát là những cái khổ về thân. Cho nên, là kết luận cho cái phải nhớ vừa nói, đời không có gì vui, vì thế cần tinh tấn tu hành để thoát khổ. Phải là việc làm mang lợi ích thiết thực lâu dài cho người mới gọi là công đức. Có công đức tức cũng lợi mình. Lợi mình lợi người thì niềm vui tràn ngập, sanh tử tức niết bàn nên nói xuyên tu các công đức, lợi mình lợi người, chống lìa các khổ. Đây là cái tinh tấn thứ nhất cần phải thực hành. Kế là những việc cần tinh tấn khác. Chánh văn Lại nữa, nếu có người tuy tu hành tính tâm nhưng do từ trước đến nay, có các chướng ác nghiệp trọng tội, bị tà ma chư quỷ làm não loạn, hoặc là bị các sự việc ở thế gian mỗi mỗi kéo lôi trói buộc, hoặc bị bệnh khổ làm bực phiền, có rất nhiều sự chướng ngại như thế thì cần phải dũng mãnh tinh cần, ngày đêm sáu thời lễ bái chư Phật, thành tâm sám hối, khuyến thỉnh, tùy hỷ, hồi hướng bồ đề thường chẳng bỏ phế, để trừ các chướng, thiện căn tăng trưởng. Giải thích Ngoài sự tin tấn đối với việc thiện, ta còn phải tin tấn thường hằng lễ Phật, sám hối, khuyến thỉnh, tùy hỷ và hồi. Hướng bồ đề Hồi hướng bồ đề là để tránh cái nạn đi lạc. Đi lạc là thay vì tu để thành Phật, mình lại tấp qua nhị thừa hay ngoại đạo tà giáo. Nếu hồi hướng thì sẽ được sự hộ trì của chư Phật. Chư vị Bồ Tát sẽ tạo ra nhiều hành duyên giúp mình không rẽ bên này, không đáp bên kia. Mình lọt qua nhị thừa thì chư vị lôi mình ra. Mình tấp qua ngoại đạo thì chư vị lôi mình về. Chỉ một đại thừa không có lối tẻ nào khác. Các việc như lễ Phật, sám hối vân vân, giúp tiêu trừ bớt những chướng nghiệp của thân và tâm mà mình đã gây tạo trong quá khứ. Chướng nghiệp là những duyên bên ngoài làm cản trở việc tu hành của mình như bình thường thì không sao, nhưng cứ tréo chân lên ngồi thiền thì nhức đầu sổ mũi, còn không thì ngủ gà ngủ gật. Bình thường thì không có gì xảy ra, nhưng đến ngày giảng Pháp thì người thân bị thế này thế kia, không thể bỏ mặt để đến chùa nghe Pháp vân vân, đều là hình thức của chướng nghiệp. Chướng thấy thì ngoài tâm nhưng đều do tâm mà ra. Nên cách duy nhất để trị là ngay tâm mà sám hối. Sám lỗi trước chừa lỗi sau thì chướng nghiệp mau tiêu, tính tâm mau phát. Chánh văn năm thế nào là tu hành môn chỉ quán chỉ là dừng tất cả tướng cảnh giới tùy thuận nghĩa quán samatha quán là phân biệt tướng nhân duyên sanh diệt tùy thuận nghĩa quán tì Bác xá na thế nào là tùy thuận dùng hai nghĩa ấy dần dần tu tập chẳng tách li nhau nên cả hai đều hiện tiền giải thích đây là món cuối cùng trong năm món tu hành không có thiền định thì tâm không thể lắng lặng mà phát niềm tin bất thối đối với đại thừa nên môn chỉ, quán này là môn quan trọng nhất trong năm món. SAMATHA là tên khác của chỉ. Theo định nghĩa đây thì chỉ là dừng tất cả cảnh giới. Nghĩa của nó nằm ở chữ dừng này. Dừng nghĩa là không cho nối tiếp. Những gì khởi lên trong tâm, mình đều dừng và đưa tâm trở về trạng thái không vốn sẵn của nó, gọi là chỉ. Cảnh giới có thể là cảnh giới ngoại trần, một trạng thái sân, một trạng thái vui, một dòng vọng niệm nếu là tu chỉ thì tất cả những thứ đó đều không phải là cảnh giới mà mình hướng đến nên tất cả đều buông tu chỉ giúp hành giả có định tâm môn quán không này thành căn bản trí tỳ bác xá na là tên khác của quán quán là quán xét tướng nhân duyên sanh diệt của vạn pháp nên nói phân biệt pháp tu quán này giúp hành giả phát tuệ môn quán sanh diệt này thành hậu đắc trí chỉ và quán tuy hành tướng thấy trái nhau nhưng thật là đang bổ sung cho nhau giúp hành giả lóng lặng tâm thức mà không rơi vào chỗ trầm tịch thiếu trí tuệ, nên nói, dùng hai nghĩa ấy dần dần tu tập chẳng tách lìa nhau, nên cả hai đều hiện tiền. Đây là lúc định tuệ hiện tiền. Sau là nói về pháp tu chỉ một cách chi tiết. Chánh văn. À, tu tập chỉ là, ở chỗ yên tịnh, ngồi ngay thẳng, chánh ý, chẳng nương hơi thở, chẳng nương hình sắc, chẳng nương nơi không, chẳng nương đất nước gió lửa. Cho đến, chẳng nương nơi thấy, nghe, hiểu biết tất cả các tưởng thuộc niệm đều trừ cũng bỏ luôn tưởng trừ vì tất cả pháp vốn không có tưởng niệm niệm chẳng sanh niệm niệm chẳng diệt cũng chẳng được ngoài tâm niệm cảnh giới sau lấy tâm trừ tâm tâm nếu tán loạn dông duỗi thì phải nhiếp lại trụ ở chánh niệm chánh niệm ấy là phải biết chỉ là tâm không có cảnh giới bên ngoài ngay tâm ấy cũng không có tự tướng niệm niệm bất khả đắc